quan đến dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị phản ánh lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long. Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Triều đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital, chủ dự án khu đô thị tại khu 10B, Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Quyết định này nêu rõ, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đất thương mại thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital 35 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung buộc công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định. Đối với hành vi không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Đối với hành vi không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital số tiền 90 triệu đồng. Với hai vi phạm kể trên, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital bị đóng phạt tổng cộng 125 triệu đồng.